Kính chào quý vị, lúc 20 giờ 5 phút tối nay, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp sóng chương trình lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Vì vậy, chương trình thời sự tối nay được chuyển phát sóng lúc 19 giờ thay vì 19 giờ 45 phút. Sau đây là những tin tức đáng chú ý trong chương trình thời sự tối nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp với các ngành địa phương bàn phương án thu tiền sử dụng đất năm 2022. Dự kiến nguồn thu từ sử dụng đất của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2022 là khoảng 3.600 tỷ đồng. Chúng ta đang hướng đến kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ cho nhiều gia đình chính sách xây dựng nhà mới, tỏ lòng ghi nhớ, tri ân những người đi trước đã cống hiến xương máu và hạnh phúc riêng của mình cho hòa bình hôm nay. Ngăn chặn đẩy lùi tin giả đang là yêu cầu mang tính cấp thiết đối với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay. Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng công an Quảng Ngãi đã phát hiện xử lý trên 50 trường hợp sử dụng Facebook để đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc về tình hình dịch Covid-19. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp với các ngành địa phương bàn phương án thu tiền sử dụng đất năm 2022. Tham dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên và Trần Phước Hiệp. Trong năm 2022, nguồn thu từ sử dụng đất của tỉnh dự kiến khoảng 3.600 tỷ đồng, trong đó thu từ các dự án kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư ngoài ngân sách khoảng 550 tỷ đồng, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án khu đất do cấp tỉnh quản lý, đầu tư khoảng 2.516 tỷ đồng và thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án khu đất do cấp huyện quản lý, đầu tư dự kiến khoảng 540 tỷ đồng. Vướng mắc lớn nhất trong các dự án thu từ đất năm 2022 là 3 dự án do công ty QYXC làm chủ đầu tư dở dang, gồm khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi, 216 lô. Dự án khu dân cư Mỹ Trà, Mỹ Khê, thành phố Quảng Ngãi, 285 lô. Và dự án kè và khu dân cư Nam Sông Vệ, huyện Mộ Đức, 140 lô. Dự kiến tổng nguồn thu 714 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc của 3 dự án này để sớm tổ chức bán đấu giá. Về dự án khu dân cư Mỹ Trà Mỹ Khê do công ty QYXC trước đây làm chủ đầu tư với số lượng 285 lô đất, dự kiến cho nguồn thu trong năm 2022 khoảng 350 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính hoàn thiện thủ tục quyết toán 95 tỷ đồng, bàn giao hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, khai thác và tổ chức bán đấu giá để tạo nguồn thu ngân sách cho nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh cũng giao nhiệm vụ cho các sở ngành địa phương xây dựng kế hoạch trên cơ sở phụ lục đã thống nhất thông qua trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành để làm cơ sở thực hiện. Sáng nay tại điểm cầu Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Đức đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, lắng nghe ý kiến nhiều chiều từ nhân dân, doanh nghiệp, tranh thủ trí tuệ của các nhà khoa học, các chuyên gia, xuất phát từ thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và thực thi pháp luật, tất cả vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Năm 2021, các bộ ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 2 luật, 5 nghị quyết và cho ý kiến với 5 dự luật khác. Đang gấp rút chuẩn bị 4 nội dung trình Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp bất thường, trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, ngành tư pháp đã tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt trong văn kiện đại hội 13 của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham gia tích cực hiệu quả trong việc chuẩn bị định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Các cơ quan tư pháp, pháp chế đã có nhiều đóng góp với hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các cấp. Bộ Tư pháp đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tham mưu xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý, phục vụ công tác phòng chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong phục hồi sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của toàn ngành tư pháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Trong đó phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thực thi pháp luật.
đẩy mạnh công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên trong hệ thống tư pháp. Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả, gắn với việc cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ cho người dân, tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đi thăm chúc mừng một số tổ chức chức sắc của Đạo Công giáo Tin Lành nhân dịp lễ Giáng sinh 2021. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm linh mục Đặng Công Anh, hạt trưởng giáo hạt Quảng Ngãi, mục sư Nguyễn Ngọc Thuần, trưởng ban đại diện Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc các chức sắc và bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, mong muốn các chức sắc tiếp tục vận động bà con giáo dân phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết lương giáo, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã đến thăm chúc mừng Giáng sinh và tặng quà cho 31 trẻ mồ côi tại cô nhi viện Phú Hòa ở xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 77 năm qua của Quân đội Nhân dân Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống của quân đội ta. Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng trung thành tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các thế hệ cán bộ quân đội của tỉnh khi trở về cuộc sống đời thường luôn gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đóng góp ý kiến với cấp ủy chính quyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng Quân khu 5, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Đại tá Nguyễn Tân Lâm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, chúng ta đang hướng đến kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Ở Quảng Ngãi, lực lượng vũ trang tỉnh luôn dành những tình cảm sâu đậm và việc làm thiết thực để tỏ lòng ghi nhớ, tri ân những thương binh liệt sĩ đã hy sinh xương máu, hạnh phúc của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và một trong những chương trình có ý nghĩa hàng năm, đó là phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây nhà ở cho các gia đình chính sách. Ông Huỳnh Lan ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, từng là cựu quân nhân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia năm 1975. Sau khi xuất ngũ, cuộc sống còn nhiều khó khăn và chống chọi bệnh tật. Nhiều năm qua, căn nhà mà ông Lan sống xuống cấp trầm trọng. Biết được hoàn cảnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Mộ Đức đã hỗ trợ cho gia đình 80 triệu đồng và huy động ngày công bộ đội để xây dựng lại nhà mới. Là từ ngày mà chú về miền Nam thì giả đó, rồi bây giờ nó ốm đa nữa, nên là không có thể nào mà sửa chữa được căn nhà. Nó không cho được như vậy, cũng nhờ là cấp trên huyện đồ nói chung là có cấp rất là cảm ơn. Chúng tôi xây dựng kế hoạch và triển khai cái việc khảo sát đến từng đối tượng cụ thể và từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, đặc biệt là tham mưu cho cấp ủy chính quyền của huyện phối hợp với hội ban ngành đoàn thể của huyện từ các nguồn kinh phí và từ cái nguồn kinh phí của ban chỉ huy quân sự huyện đóng góp để tiến hành xây dựng các cái nhà tình nghĩa cho các đối tượng trên địa bàn. Ông Trần Dược là thương binh hạng 3/4 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng đều già yếu, thường xuyên đau ốm, thu nhập chủ yếu là tiền trợ cấp thương binh hàng tháng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tịnh đã hỗ trợ cho gia đình 80 triệu đồng để làm nhà mới. Bớt không biết gì hơn, chỉ lấy làm chân thật cảm ơn và cảm ơn nhiều đến tất cả từ Bộ Chỉ huy Quân đội tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân đội huyện Sơn Tịnh và tất cả anh em giùm giúp của xã Đậu huyện ở xã Tịnh Sơn. Năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ xây dựng 11 nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí do cán bộ chiến sĩ đơn vị và doanh nghiệp nhà hảo tâm đóng góp. Trong năm qua,
thì cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi cũng đã triển khai đồng bộ đầy đủ các cái chính sách hậu phương quân đội và đặc biệt là quan tâm đến gia đình chính sách trên địa bàn. Trong năm 2021 này, lực lượng vũ trang tỉnh cũng bằng nhiều nguồn kinh phí cũng đã tập trung xây dựng hỗ trợ, và bữa nay chúng tôi đã tiến hành xây dựng được 11 ngôi nhà tình nghĩa để tặng cho các đối tượng chính sách, đối tượng người có công, quân nhân xuất ngũ trên địa bàn của Quảng Ngãi. Nhiều gia đình chính sách đã được hỗ trợ nhà ở và ổn định cuộc sống. Lực lượng vũ trang tỉnh đang làm tốt trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước, đã cống hiến xương máu và hạnh phúc riêng của mình cho hòa bình hôm nay. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi đã trao tặng 30 túi thuốc hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. 30 F0 này quê ở các huyện Sơn Hà và Trà Bồng, là công nhân ở khu công nghiệp Quảng Phú và thuê trọ ở trên địa bàn phường Quảng Phú. Mỗi túi thuốc hỗ trợ điều trị F0 gồm thuốc hạ sốt, vitamin C, thuốc bổ, khẩu trang N95, kính che mặt và nhu yếu phẩm. Số lượng F0 ở thành phố Quảng Ngãi tăng liên tục trong thời gian vừa qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi đã vận động từ nhiều nguồn chuẩn bị sẵn sàng 1.200 túi thuốc hỗ trợ điều trị F0 tại nhà để trao cho các bệnh nhân. Đây cũng là nguồn động viên về tinh thần giúp người nhiễm COVID-19 yên tâm điều trị tại nhà. Những ngày gần đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi cũng trao tặng 3.300 gói thịt gà đã qua chế biến và các nhu yếu phẩm khác cho người dân trong các khu phong tỏa. Sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Ngãi đã trao 300 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Agribank chi nhánh Quảng Ngãi đã trao 200 triệu đồng cho Sở Y tế tỉnh và 100 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi. Đây là số tiền của lãnh đạo, nhân viên và người lao động của chi nhánh quyên góp hỗ trợ, chung tay cùng Quảng Ngãi phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt là ủng hộ và đồng hành cùng cán bộ, nhân viên y tế, các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Đây là sự động viên to lớn dành cho lực lượng y tế trong thời điểm này. Những tin giả liên quan đến dịch COVID-19 không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng xã hội, mà còn tạo ra nhiều tác động tiêu cực đối với công tác phòng chống dịch. Vì vậy, ngăn chặn đẩy lùi tin giả đang là yêu cầu mang tính cấp thiết đối với cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện nay. Đầu tháng 11 năm 2021, một tài khoản Facebook đã đăng tải một bài viết và một video clip lên nhóm Người Châu Ổ với nội dung sai sự thật. Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bình Nguyên làm sao nguyên tắc chích vaccine ưu tiên người quen, thoái thác trách nhiệm. Trong đoạn video clip có nhiều lời nói lăng mạ xúc phạm đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Trạm Y tế xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn. Công an huyện Bình Sơn đã nhanh chóng xác định chủ tài khoản và mời làm việc. Phát hiện một số đối tượng lợi dụng không gian mạng để chia sẻ những bài viết không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các lực lượng tuyến đầu trong chiến dịch, lực lượng công an, lực lượng y tế. Qua đó kịp thời đã thông báo cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã mời làm việc đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy các cá nhân, tổ chức và đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội làm công cụ tuyên truyền, tung tin thất thiệt, xuyên tạc, bịa đặt, đưa ra những thông tin trái chiều, tiêu cực về tình hình dịch hiện nay. Một số cá nhân khác thường đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhằm mục đích câu like, tạo độ giật gân để tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và được cộng đồng quan tâm. Thời gian qua thì trên không gian mạng, cái tình trạng mà phát tán tin giả, tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID diễn biến khá phức tạp. Trong đó tập trung vào các vấn đề đó là thông tin không đúng sự thật về cái hiệu quả của các loại vaccine, xuyên tạc cái chính sách phân bổ cung cấp vaccine của chính phủ, của các cấp chính quyền, rồi đưa tin không đúng về cái tình hình dịch bệnh tại các địa phương, rồi xuyên tạc các cái biện pháp phòng chống dịch của chính phủ, của các cấp chính quyền, cũng như là các hoạt động phòng chống dịch của các lực lượng chức năng. Thì riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì các lực lượng chức năng của công an tỉnh cũng đã phát hiện xử lý trên 70 trường hợp là đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm các uy tín của tổ chức cá nhân. Tổ chức khủng bố Việt Tân và một số trang mạng như BBC, RFA, VOA tiếng Việt, Dân Làm Báo đăng tải các thông tin xuyên tạc, kích động dư luận, chống phá chính quyền, kiểu như COVID-19, chống dịch kiểu Việt Nam, chỉ thương cho người dân, kiêu ngạo cộng sản và dịch COVID-19 ở Việt Nam. Chúng tôi thấy nổi lên mấy cái phương thức thủ đoạn chủ yếu như thế này. Thứ nhất là
lợi dụng một số cái sơ hở thiếu sót, mặt hạn chế nhất định nào đó trong công tác phòng chống dịch, trong một cái tình huống nào đó của cấp chính quyền cơ sở, các đối tượng là quy chụp, xuyên tạc bản chất, cho rằng đó là cái chủ trương chính sách về phòng chống dịch của Đảng và Nhà nước chúng ta. Cái thứ hai nữa là cắt ghép hình ảnh đính kèm với cái thông tin để mà tạo niềm tin trên cái cộng đồng mạng. Cái thứ ba đó là lấy danh nghĩa phát ngôn của một đồng chí lãnh đạo có thẩm quyền để mà đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, về các biện pháp phòng chống dịch cũng như là cái năng lực phòng chống dịch của các cấp chính quyền. Rồi cái thứ tư đó là lợi dụng cái tâm lý hoang mang lo lắng, quan tâm của nhân dân đối với cái tình hình dịch bệnh để mà đưa những cái tin sai sự thật, nhạy cảm, tác động đúng vào cái tâm lý đó của người dân để tạo cái hiệu ứng trên mạng xã hội. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng công an Quảng Ngãi đã phát hiện xử lý trên 50 trường hợp sử dụng Facebook để đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc về tình hình dịch COVID-19. Trong đó, gọi hỏi, răn đe 31 người, khởi tố 2 người và xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp với số tiền 30 triệu đồng. Từ ngày 15 tháng 12, tỉnh Quảng Ngãi xuống giống lúa đông xuân đại trà. Ảnh hưởng bão số 9, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn đã làm nhiều diện tích lúa mới xạ bị ngập. Nông dân đang tập trung cứu lúa. Cánh đồng Đồng Phần, thôn Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành. Lúa mới xạ được 3 ngày thì bão số 9 gây mưa lớn làm ngập cả cánh đồng. Khi trời vừa dứt mưa, nông dân đã ra đồng tháo nước trong ruộng ra mương tiêu để cứu lúa. Theo lịch của ngành thủy lợi, ngành nông nghiệp là cho nông dân chúng tôi xạ từ ngày 15 đến 30 tháng 12 dương lịch. Thì trận vừa rồi nó mưa to, nước ngập hết. Thì bây giờ chúng tôi có dùng các biện pháp đưa nước ra chứ không thối giống hết. Dù đã nỗ lực cứu lúa nhưng một số thửa ruộng do mưa lớn, giống trôi quá nhiều. Những thửa ruộng bị ngập sâu, hạt lúa mới nảy mầm rất yếu nên nông dân lo ngại. Đây nhờ có hơi sồ nhưng mà giờ bơm, nếu bơm tính đây là nó tưởng là bơm nó 3-4 tiếng mà nếu tính ra là 6 tiếng. 6 tiếng mà giờ bơm cứu đỡ thử rồi qua nó sao mà nếu mà nó thưa thớt quá thì chắc tròn xà lửa chứ còn không thôi giảm được công cón rồi sao mà đủ. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có trên 4.440 ha lúa đồng xuân vừa mới xuống giống bị ảnh hưởng bởi bão số 9. Tại những cánh đồng vừa mới xạ lúa ngập sâu, nông dân đang tập trung tiêu thoát nước để lúa phục hồi lên xanh. Thưa quý vị, lúc 20 giờ 5 phút tối nay, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp sóng chương trình lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình thời sự tối nay kết thúc tại đây. Quý vị có thể xem lại và các thông tin cập nhật trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.